Thiên Chúa chúng ta một đã xót thương, hằng gìn giữ những ai về món tôi yêu, cho món yếu đuôi người đã cứu tôi. Alleluia. Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ để mất một ai, không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con sẽ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô.